Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây. Hôm nay Mùi mời mọi người cùng vào bếp với Mùi làm món chân gà xào sả ớt nhé. Rất là ngon luôn. Nhìn hấp dẫn không mọi người? Đầu tiên là phi hành cho thơm ha. Sau đó là cho chân gà mà mình đã ướp sẵn rồi nè. Ướp với sả với gia vị sẵn rồi. Để hồi mình ghim cái gia vị để cho mọi người tham khảo ha. Xong rồi mình xào lên. Rất là ngon luôn. Làm cái món này nè, ăn với cơm cũng được này nha. Hoặc là ăn chơi cũng được. Ăn chơi thì mình nêm nó nhạt nhạt thôi một tí. Nó sẽ rất là ngon nha mọi người. Ngon lắm á mọi người ơi. Chân gà Mùi đã luộc lên rồi nha, cho nên là khi xào nó cũng rất là nhanh chín, ngon lắm. Luộc lên xong rồi ướp cái gia vị nó thấm vào đó, khi mình xào nó sẽ rất là ngon nha. Bây giờ thì chín rồi và cho ra dĩa thôi mọi người ơi. Đó, hấp dẫn không mọi người ơi. Hôm nay Mùi làm là để ăn với cơm nha mọi người. Món này ăn chấm với tương ớt nha. Sực sực giòn giòn, rất là ngon. Và bây giờ thì mời cả nhà cùng ăn với gia đình Mùi nhé. Mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay ăn chân gà xào sả ớt lại dưa chua với dưa, ba này là được ăn rất là ngon luôn. Qua hai mẹ con ăn cả một tí đó. Đang cố mới hết. Ăn cay cay đúng không? Cay á? Tuy nhiên cay quen rồi á. Cảm như đó, cay trái ớt á. Món này món nhậu.
Không, mình cạo nhạt mà. Ăn cơm mình cắm thêm tí mắm không? Mà ăn cay được không? Mấy cái này nó nghịch lý. Không ăn cay á mà ăn khô bò. À, nhưng mà không xin có cái lạ. Khô bò cay có cái nào không anh? Thích là ăn à? Cái này mình ăn với cơm cũng được. Ăn không cũng được nữa. Là cũng vừa ăn cũng không mặn. Đúng không? Ăn cơm cũng được mà ăn không cũng được. Thôi cái nước mắm là nước sốt thôi. Đâu là nước mắm muối này mà ăn được rồi. Ừ. Ba ngày. Luyện mới 3 ngày. Cái bạn mới có hôm qua mà. Qua đồng quá. Kìa. Hôm qua là mẹ dọn bếp làm gì cũng phải hôm qua anh. Không mới nhớ mẹ mất hôm qua ăn kia. Ừ, ăn kia là cũng 3 ngày rồi đó. 3 ngày. 3 ngày là ăn ngon. Mà đã hết mùi hăng ngon cải rồi không? Ngon. Ăn rất ngon. Nó ăn chua như thế này cái bỏ tủ lạnh. Nhà vừa ăn. Bữa trước có cái anh thích ăn cái này của cái chỗ mà bán lòng gà chỗ lòng á anh. Ừ. Ừ họ cũng làm như mẹ mà ngon đó là chỗ đó con thích ăn cái này thôi. Muối ăn thì ăn muốn ăn ngay còn mà làm kiểu kim chi á nó để quá lâu rồi mẹ không thích ăn đâu. Hai cây cải này là nó không có mùi hăng mà nó cũng không quá chín rồi. Ừ. Hai cây cải này ăn mặt sữa. Cây cây ăn cái cây cây đã miệng. Sao chén cơm này hỏi chưa? Đây là răng kia nè. Anh sẽ đến cho mẹ đi. Đông mẹ có một cái cơm. Thôi anh luôn đi. Ăn hết đi cho 500. Chỉ có 2 tờ. Đồ. Cái đồ vào clip rồi nha. Dạ. Cái đồ ăn hết trên trăm. Khối người bà bảo trời ơi, ước gì mẹ chồng mình cũng vậy, mẹ chồng mình cũng cho 500 ngàn để mà ăn hết chứ cơ. Em ăn hết anh cho 500 nữa. Chén cơm 1 triệu ghê ạ. Bởi vì dịch bệnh kiếm tiền cũng dễ quá ha. Ăn 1 chén cơm thôi có 1 triệu. Trời ơi. Mẹ chồng cho 500, chồng cho 500 là 1 triệu.
nữa chứ. Mẹ không có mê bò đâu, bò hai chồng ăn. Mẹ hạn chế ăn bò. Mẹ mới về đây. Để tuần sau thôi, tuần sau mới ăn bò. Mẹ về đây là mẹ ăn hết trời. Mới ăn cho nó kia. Mới ăn bò. Sáng mai em không thấy sớm làm một miếng bò luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Mùa nhé. Mọi người yêu thương hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.